Trong ngày hôm qua thì có một em ấy nhắn tin cho em là anh hãy tìm cho em một mẫu xe để em chạy dịch vụ với tiêu chí là phải tiết kiệm nhiên liệu, rộng rãi và cũng phải tương đối sang trọng một chút. Thì ngày hôm nay đây, em đưa cái chiếc xe này ra để quay cho bạn đó cùng với lại quý anh chị tham khảo. Đó chính là mẫu xe Toyota Vios E phiên bản số sàn với khối động cơ 1.5 máy xăng. Bản này thì đúng đủ tiêu chuẩn của bạn đó luôn các bác nhé. Và trước khi đi vào chi tiết mẫu xe này thì quý anh chị nào đang xem clip của bên em thì quý anh chị hãy like và đăng ký kênh và nhớ bật nút chuông thông báo để mỗi khi bên em lên những clip mới, quý anh chị sẽ là một những trong những người đầu tiên được nhận thông báo từ kênh fanpage hoặc là kênh YouTube các bác nhé. Và bây giờ thì em với cùng các bác khám phá về chi tiết mẫu xe Toyota Vios này ạ. Về phía đầu xe thì Toyota Vios E 2018 được trang bị với cặp đèn pha là đèn halogen cơ bản theo xe và có phản chiếu đa hướng. Bản này thì chưa có đèn gầm các bác ạ. Với cảm hứng của dũng sĩ Samurai thì các bác có thể quan sát được cái đầu của xe thì có cái phía đèn gầm đấy ạ, vuốt ngược lên, nhìn giống cái mắt của dũng sĩ Samurai của Nhật Bản không ạ? Qua phía check phía bên tai này thì quý anh chị dễ dàng có thể nhìn thấy là xe form dáng còn rất là liền mạch các bác nhé, liền lạc và tất cả các vết dập hằn từ trước ra sau các bác này còn rất là mượt, không có dấu hiệu của sự va chạm đâm đụng các bác nhé. Nếu mà có sự va chạm đâm đụng thì các bác đứng ở góc độ chéo này thì cái ánh sáng phản xạ sẽ khác nhau đúng không ạ? Và các bác sẽ nhận ra ngay sự nổi lõm của xe. Xe được trang bị la răng đúc và hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Tất cả các tay nắm mở cửa ngoài đều được ốp mạ vền chrome cao cấp rồi các bác ạ. Vios E phiên bản số sàn với khối động cơ 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6 lít xăng trên 100 km hỗn hợp thôi các bác nhé. Rất là kinh tế. Bản này thì có form mới rồi quý anh chị ạ. Form mới là form có đèn hai mảnh rồi quý anh chị nhé. Các bác có thể nhìn từ phía sau thì các bác sẽ thấy là đèn đã được phá cách rồi. Một nửa của đèn đã được chuyển sang cái phần lắp cốp sau rồi. Đó. Nhìn thì chiếc xe nó sẽ cứng lên rất là nhiều và đẹp hơn rất là nhiều các bác ạ. Form mới đèn hai mảnh rồi. Và bản E số sàn, màu này là màu trắng ngọc trinh các bác nhé. Màu trắng cực đẹp luôn. Và đây em sẽ đứng ở góc độ chéo này và cái mức độ phản xạ ánh sáng nó sẽ là cao nhất. Nếu như các anh chị nhìn xem, nếu như có bất kỳ một cái nồi vết nồi nõm nào đúng không ạ, dấu hiệu của sự va chạm nào thì cái phản xạ ánh sáng nó sẽ, các bác sẽ nhìn được ngay. Tất cả các cái đường nết của ghép nối của cánh cửa nha các bác nhé, đều còn rất là kín khít và song song đều nhau, không có bất kỳ một dấu hiệu của sự va chạm đâm đụng nào. Xe được trang bị la răng đúc, la răng đa chấu và có hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Về cái hệ thống ABS này thì sẽ hỗ trợ cho các bác trong những trường hợp khẩn cấp, ví dụ như là khi phía trước có một vật cản phía trước đúng không ạ, đột ngột xuất hiện thì quý anh chị phải phanh, đang ở tốc độ cao thì quý anh chị phải phanh đúng không ạ. Nếu không có phanh ABS thì quý anh chị sẽ không thể đánh lái nổi, không thể tránh được vật cản. Nhưng với cái phanh ABS này thì quý anh chị khi mà quý anh chị phanh thì quý anh chị vẫn có thể đánh lái để tránh vật ở trên đường được. Đó là một cái rất là tiện ích của chiếc xe Toyota Vios này. Và bây giờ em và cùng các bác vào phần phía nội thất để khám phá về nội thất của mẫu xe Toyota Vios E 2018. Bản Vios E 2018 được trang bị bộ ghế da màu kem, tappi tablo hai màu, màu kem và màu đen. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện và cục sạc điện rồi ạ. Có chế độ chống trơn trượt điện tử quý anh chị nhé. Ở đây là có một nút chống trơn trượt điện tử. Xe được trang bị hai túi khí an toàn, một túi khí vô lăng và một túi khí bên phụ. Với hệ thống âm thanh giải trí trên xe thì xe vẫn còn giữ nguyên cái đầu CD nguyên bản của xe. Nếu như quý anh chị nào mà mua mẫu xe này thì quý anh chị có thể lắp thêm một chiếc màn hình Android cao cấp thì bên em sẽ hỗ trợ các bác với cái màn hình trị giá rơi vào tầm khoảng 3 triệu rưỡi cho đến 4 triệu đồng quý anh chị nhé. Ghế da thì còn cực đẹp luôn các bác này. Ghế da không có bất kỳ một vết sờn rách nào. Tất cả các phần nhựa trong xe đều còn rất là liền lạc, không có bất kỳ một cái sự mờ bóng hay là sờn rách nào các bác nhé. Đây cả cái vô lăng cũng thế các bác này. Gai sần vô lăng còn rất đẹp luôn, không hề có sự mờ bóng các bác nhé. Nội thất ghế da phía sau thì cũng còn quá là đẹp luôn.
nội thất đẹp. Hệ thống âm thanh giải trí gồm 4 loa ở 4 cánh cửa. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ lên xe và khởi động động cơ của chiếc xe. Và chúng ta sẽ cùng nhau để ra khám phá về khối động cơ của chiếc xe Toyota Vios E năm 2018. Và máy đã nổ rồi ạ. Với khối odo của mẫu xe là 6,7 vạn quý anh chị ạ. Xe đi chưa đến 7 vạn. Do là em quay một mình quý anh chị nhé. Quay một mình và tất cả các thao tác thì đều phải một mình em làm. Một tay quay và một tay mở cốp. Do là em tự quay nên là cái video này em sẽ không chỉnh sửa. Tất cả các video của em quay đều không có sự chỉnh sửa nào các bác nhé. Đều là mộc cả nên các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng của xe cũng như là chất lượng của cái video này em quay. Và đây là khoang máy của chiếc xe Vios E 2018 đấy ạ. Về máy thì các bác có thể quan sát là tất cả từ những con ốc của lắp giàn cò vẫn còn nguyên quý anh chị nhé. Ốc lắp giàn cò còn nguyên, chưa động một con ốc nào. Xe zin đét luôn. Và khoang máy sạch sẽ, còn nguyên cả các dấu sơn của nhà máy luôn quý anh chị ạ. Rất là sạch sẽ, em sẽ quay sâu xuống để quý anh chị xem này. Máy thì rất là êm, chỉ hơi có tiếng nổ lách tách của tiếng cam cò thôi. Tất cả các phần đầu như đầu răng, sassi thì đều còn nguyên bản, không có bất kỳ dấu hiệu của sự va chạm động đụng nào. Còn nếu như quý anh chị nào mà còn chưa yên tâm về khối động cơ cũng như là mẫu xe này thì quý anh chị có thể đưa ra hãng test lại một lần nữa trước khi mà quý anh chị giao dịch với cửa hàng của quý anh chị nhé. Vâng, và em Phúc vừa mới giới thiệu chi tiết tới quý anh chị một mẫu xe có thể để chạy dịch vụ hoặc để đi gia đình cũng rất là ok. Quý anh chị nào quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios 2018 phiên bản E số sàn với khối động cơ 1.5 thì quý anh chị liên hệ trực tiếp với số điện thoại hotline 0947 535 262. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào trong các clip lần sau ạ.